rồi, cảm ơn. Cái này nó phải 100.
Tặng về thập cẩm sầu riêng hay xin sao hạt cũ dạ có hình đơn đây nè vô vậy vô ngồi. Ở đó đi. Dưới đây cho chị cái đậu hũ gì ở dưới cái trong cái chén ăn đậu hũ. Hai ăn nước đơn lấy từ. Làm gì rồi lấy sốt. Cái này là mắm gần hay là gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chứ nhiều khi đi anh không có ai chở đi. Vậy nay anh có người uống với anh này. Anh sợ anh ba uống mới rớt người có biết. Người sát vô hoặc người kia. Có một bánh nữa hả? Có mà vô ra mà. Thank you.